Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Tôi đang đeo một cái cà vạt đẹp độc nhất vô nhị. Đây là món quà của cậu con trai tôi, tự làm bằng tay của nó cắt để làm cà vạt tặng tôi. Nó có tên là Jeremy. Đây là cái cà vạt. Anh chị em có thể nhìn thấy nó rất là thô sơ và nó không có cái vẻ đẹp gì cụ thể, nhưng mà sự thật đối với tôi, nó thật là đẹp. Có tên của con tôi, có ý nghĩa của nó, vẽ mặt trời, vẽ những bông hoa, có Jeremy ở cùng và Papa ở cùng nữa. Và tôi muốn cho mọi người nhìn thấy, nếu như bạn đến với Chúa của bạn, có thể những món quà từ lòng của bạn rất đơn sơ và không được chuyên nghiệp, nhưng từ tấm lòng của bạn tặng Chúa hay dâng lên cho Ngài, đối với Ngài nó thật tuyệt vời. Amen anh chị em. Tôi nhớ lại một tháng trước con trai tôi cắt tóc cho tôi. Khi mẹ nó không có nhà, đầu tôi tóc thì dài, nó cầm cái tông đơ và cắt tóc. Nó nói rằng Papa, Jimmy sợ cắt tóc hỏng đầu. Tôi nói rằng Papa, tóc như vậy hỏng chỗ nào nữa mà hỏng, cứ cắt. Và buổi nhóm cầu nguyện thứ 6 đó, mọi người nhìn thấy tôi đội mũ. Không hiểu tại sao đội mũ, chỉ đơn giản tôi có một cái đầu thật là đẹp, lợp ngói liên tục. Nhưng đơn giản chỉ muốn nói cho bạn biết rằng nó đẹp bởi vì con tôi cắt. Nó đẹp bởi vì quà tặng của con tôi. Chúa đánh giá điều bạn làm từ lòng của bạn đối với Ngài. Ở sự dâng hiến vừa rồi mà trưởng lão chia sẻ, hãy lắng nghe này. Nếu như bạn dâng hiến mà bởi sự ép buộc hoặc nhìn người bên cạnh dâng cho nên tôi phải dâng, thì món quà đó thực sự không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy tới với Chúa nói, Chúa ơi, sự thật như thế nào? Và bạn hãy để ý Chúa Lão Vương nói rằng hãy nghe lời Chúa nói 3 lần ít nhất. Đừng có vội vàng làm bởi cả nể, tôi không vui. Nếu như bạn bởi ép tình, tôi không vui. Nếu như bạn làm không phải bởi niềm vui. Khi bạn tưởng tượng người vợ của bạn mà nhận được bó hoa hồng từ bạn bởi vì thằng bạn hàng xóm bắt nó phải tặng vợ, thì cô ấy có buồn không? Hoàn toàn không phải từ lòng, mà chỉ đơn giản bắt chiếc người khác. Bạn ơi, chúng ta cùng nhau thay đổi. Amen. Amen. Bạn nói rằng như mục sư ơi, tôi không có gì để tặng Ngài, tôi không có gì để dâng lên cho Ngài. Bạn ơi, có nhiều thứ bạn có lắm. Một chàng trai dân tộc đến nhóm, người ta mang người dân tộc không có tiền, thế là họ mang gà, mang lợn, mang vịt, mang ngan ngỗng tới để dâng cho hội thánh. Hội thánh nhóm như vậy, bên cạnh có một cái chuồng. Đến giờ dâng hiến phải mất đến một vài tiếng đồng hồ vậy. Người ta mang gà tới thả vào chuồng, thấy lợn mang tới thả vào chuồng, và trong khi ban tôn vinh hát. Và ông mục sư nhìn thấy một cậu thanh niên ở trong hội thánh biến mất, và ông muốn cầu nguyện cho con người này vì mồ côi, không có gia đình, không có tiền bạc. Ông đi cầu nguyện cho nó, không thấy đâu. Ông gọi tên nó, bỗng nhiên thấy nó, một con ở đây. Ông nhìn vào cái chuồng đó, thấy nó ngồi lẫn lộn với lợn, gà, vịt, ngan ngỗng. Nó ngồi dưới, nó ngẩng lên, con đây. Mà tại sao con lại ngồi trong đó? Nó đứng lên và nói rằng, mục sư ơi, người ta có vịt, có ngan, có gà, có lợn dâng, còn con không có gì ngoài con ra. Thấy ra con nhảy luôn vào trong này, bảo Chúa ơi, con đây, hãy tiếp nhận con cùng với lợn, gà, vịt, ngan ngỗng. Bạn đặt câu hỏi, Chúa nhìn thấy ai? Chúa nhìn thấy trong sự dâng hiến kia có kẻ nào? Một người đàn bà quá dâng 2 đồng xu. Dâng xong bà đi ra, Chúa đứng dậy nói rằng, đây, người đàn bà này dâng nhiều hơn tất cả. Câu trả lời nằm phía sau đấy, bởi vì bà dâng cả sự sống của bà, đồ ăn cả ngày, cả cuộc đời còn lại cho ta. Khi người đàn bà đó rời khỏi cái bịch dâng hiến đó, Chúa còn nhìn thấy bà ấy ngồi ở trong bịch dâng hiến. Còn những người kia dâng của thừa, dâng vàng bạc là của thừa. Bởi vậy cho nên nếu số tiền thì hôm nay bạn dâng chỉ nghe thấy cạch rơi ở trong cái bịch dâng hiến đó, nó có thể 50 sen hoặc 20 sen, nhưng thực sự nó giá trị đối với bạn, thì đối với Chúa nó cũng giá trị tương đương như vậy đó anh chị em. Còn nếu dâng 10.000 euro mà nó là của thừa của bạn, thì đối với Ngài nó cũng là của thừa. Bởi vậy con cái Chúa ơi, hãy để ý bạn dâng như thế nào, chứ không phải là bạn dâng bao nhiêu. Làm sao cái sự dâng hiến của bạn trong đó là sự sống, nó sẽ mọc lên. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Ok, lại quay trở lại iPad. Tất cả những lời vừa rồi nói, nó sẽ phân biệt được nếu bạn
Bây giờ trong tay tôi có hai cái, một cái iPad, một cái thứ hai cũng iPad. Bạn muốn biết cái nào giả, cái nào thật không? Ngắm nó y như thật. Hả? Ok, tôi sô-cô-la, nhưng mà nó cũng là giả, không phải là... Ok, sô-cô-la để tôi ăn sau này. Để biết được thật hay giả, sử dụng thôi. Hãy bật lên là xong. Lời Chúa giả hay là thật, hãy áp dụng trong đời sống của mình. Biết ngay giả hay là thật. Amen. Amen anh chị em. Lời Chúa sẽ giải phóng chúng ta khi bạn nhận biết lời đó. Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một đề tài. Nó liên quan tới cái đám người ở trên bục giảng vừa rồi rời khỏi đây. Đó là con cái của chúng ta. Đề tài nói con cái là quà tặng từ Đức Chúa Trời. Hãy cùng tôi giờ Thi Thiên 127 để cùng nhau xem đoạn Thi Thiên này. Có một bài báo tôi có viết giá trị hay là của cải phi vật chất. Mỗi một người cha người mẹ ngồi tại đây, bạn có thể nói rằng tôi không có gì để cho con tôi. Nhưng bạn ơi, bạn có rất nhiều thứ để trao cho con bạn. Chúng ta có ô tô, có nhà cửa, có tiền bạc, cái đó gọi là của cải vật chất nhìn thấy. Nhưng có một loại của cải, tài sản phi vật chất, đó là những nguyên tắc sống. Đó là cách cư xử vợ chồng với nhau. Đó là những bữa cơm thân mật trong gia đình. Đó là tình cha con. Đó là tình anh em, nhường cơm xẻ áo. Cái đó là nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống. Và bởi nguyên tắc này, nó là tài sản phi vật chất, sẽ giúp cho con của bạn tạo ra được của cải vật chất và giữ được hạnh phúc của nó sau này. Thế ra bạn có rất nhiều thứ để cho con của bạn, miễn là bạn hãy chạy tới để tiếp nhận từ ngài cái tài sản phi vật chất đó. Câu Nguyên Thánh nói như sau: kìa, con cái là cơ nghiệp. Hãy nhắc lại cùng tôi từ cơ nghiệp. Cơ nghiệp đây cũng giống như tài sản vậy. Con cái là tài sản bởi Đức Giê-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh buổi tăng thì khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Ở đây có ba điều mà tôi muốn anh chị em để ý. Con cái của bạn và con cái của tôi, nó là tài sản. Nó là tài sản. Nó là tài sản. Nó là tài sản, chứ không phải là tàu há mồm ăn của cải của bạn. Bạn đang đầu tư cho cái cây. Có thể những năm tháng đầu tiên cây đó không ra trái, nhưng khi bạn đầu tư vào nó, bạn gieo sự sống của bạn và thời gian vào nó, thì cơ nghiệp đó sẽ mang lại cho bạn lãi suất sau này. Con cái là tài sản. Hãy nhớ, con cái là tài sản của bạn. Con cái là tài sản, là quà tặng. Nó rất là quý giá. Nó rất là giá trị. Và tài sản đó, bạn sẽ sử dụng nó như thế nào? Làm lợi giá hay là làm mất đi? Vừa rồi, người ta gọi là ông vua của Samsung đã bị vào bệnh viện mổ tim và có thể qua đời. Sự sống đang ở gang tấc. Và cả thế giới nói chung, và trong ngành công nghiệp điện tử cũng như trong vương quốc của Samsung đang chờ đợi ai sẽ là người kế tục. Có thể là cô con gái đầu, hoặc có thể cậu con trai đang tranh giành nhau xem ai là người kế tục. Và rất nhiều công nhân trong cái hãng đó đang lo sợ là hai con người đó không thể phát triển được Samsung lớn hơn những gì mà cha nó đã làm. Bạn ơi, có thể Chúa ban cho bạn một tài sản. Bạn cần xin Chúa sự khôn ngoan để biến tài sản đó mang lại lãi suất cho bạn. Chứ có thể cái tài sản đó sẽ mang lại hậu quả đau buồn cho bạn nếu bạn không biết cách dạy dỗ con cái. Con cái là cơ nghiệp. Hãy nhắc lại cùng tôi, con cái là cơ nghiệp. Một cơ nghiệp không thể bỏ hoang được. Một cơ nghiệp không thể để cho nó gì được. Một cơ nghiệp không thể để cho nó một đống rồi chôn xuống đất được. Bạn ơi, cơ nghiệp đó cần phải được trang bị. Cơ nghiệp đó cần phải được phát triển. Cơ nghiệp đó cần phải chăm sóc. Bông trai của tử cung là phần thưởng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ phần thưởng. Phần thưởng chứ không phải là sự rủa xả. Phần thưởng chứ không phải là sự trừng phạt. Bởi vậy cho nên hãy vui mừng tiếp nhận phần thưởng đó. Có trách nhiệm. Và một điều nữa tôi muốn nói với bạn. Con cái là mũi tên ở trong tay dõng sĩ. Mũi tên ở trong tay dõng sĩ như vậy có nghĩa là cái mũi tên ở trong tay của bạn nó chỉ có thời gian nhất định thôi. Không một người dõng sĩ nào lại mang cái mũi tên cả cuộc đời của mình. Cho nên con của bạn, hãy chấp nhận đi, từ bây giờ sẽ có ngày nó vẫy cánh để bay ra cái ổ gọi là gia đình của bạn. Mọi người hiểu không? Thế giờ Chúa nói rằng ở dưới trời này có kỳ định của nó. Có kỳ trầm, kỳ nhỏ vật đã trầm. Có kỳ rêu, có kỳ gặt. Có kỳ ôm con của mình. Và có kỳ
phải thả con mình ra cho người khác ôm. Bởi vậy cho nên, bạn ơi, tôi và vợ tôi mỗi lần nhìn thấy những đứa con, hai đứa con tôi chạy, tôi và vợ tôi nói rằng, chúng ta chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi. Thằng đầu 11 tuổi, có thể chỉ còn 7 năm nữa là nó sẽ bay. Thằng thứ hai 6 tuổi, có thể còn 11 năm nữa. Và như vậy, chúng ta còn rất ít thời gian với con của mình. Trang bị cho nó cái gì, tiếp xúc nó ra làm sao, để sau này chúng ta không tiếc là khi nó ở bên cạnh, chúng ta không làm được điều mà bây giờ chúng ta muốn làm mà không còn cơ hội. Amen anh chị em. Amen. Hallelujah. Bạn ơi, tôi hiểu được hoàn cảnh của bạn tại Đức này. Vất vả, lo lắng chuyện giấy tờ, chuyện nuôi bảng lương, bao nhiêu con việc làm, tất cả mọi thứ đó chỉ vì lo cho con của mình thôi. Nhưng bạn ơi, có một cái mà sau này bạn hối tiếc là thời gian dành cho con của bạn cũng có thể được tính vào sự đầu tư của bạn trên con cái. Hãy cho con bạn nhiều thời gian hơn như có thể. Amen. 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 Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Một câu kinh thánh tiếp theo, Châm ngôn 22 câu 6. Tôi muốn nhấn mạnh hơn ở câu này, muốn nhấn mạnh hơn ở câu kinh thánh này, để cho bạn và tôi nhìn thấy con cái chúng ta quan trọng như thế nào. Nó quan trọng lắm. Nó giàu, nó quý hơn tất cả những cái vật chất bạn có trong thế gian này. Có một người cha nọ, ông rất thích chơi ô tô. Ông sở thích của ông là chơi ô tô. Ông sắm hết cái này lại đổi cái khác. Ông suốt ngày lau chùi. Và đứa con nó kể lại câu chuyện, ông có chiếc xe rất là xịn. Ông lau chùi nó, lau chùi nó rất là sạch sẽ. Cậu này năm nó 16 tuổi, 17 tuổi. Cậu mới có bằng lái xe ở bên Mỹ đó. Cậu nói rằng, papa ơi, cho con đổ xăng cho papa nhá. Ông chuẩn bị đi công tác. Ông bố nói ok, được. Nó phóng xe. Và cái chỗ đổ xăng cách nhà nó một chút thôi, nhưng mà nó đi con đường khác dài hơn, qua khu phố. Nó vừa đi vừa nghênh mắt lên bút còi, dấn ga để các bạn gái, các bạn trai ở xung quanh cười ô xịt thế nhỉ, ô hay quá nhỉ. Cậu quát lắm, cậu hạ cái mui xuống để cho người ta đều nhìn thấy cậu đang lái xe. Và cậu đổ xăng xong, cậu phóng xe trở về nhà, rẽ vào cái cổng đó, có một thằng bạn chạy ra, ô sao mày có xe xịn thế, chưa bao giờ thấy mày lái xe. Cậu quay lại, thấy chưa, cậu vừa chào một cái thì nghe tiếng xẹt. Cái cột xi măng ở cổng nhà cậu, xe cậu quẹt ngang qua một rạch dài 20 mấy cm ở sườn xe. Cậu giận, cậu tức, cậu bảo thôi xong rồi. Cậu biết bố của cậu nóng tính, nóng tính lắm, như bố của Quảng vậy. Và cậu bước vào, xe đỗ ở ngoài, cậu bước vào, bố cậu đang làm việc ở trên phòng. Cậu ra nói, bố ơi, xe của bố bị quẹt rồi. Cậu kể lại câu chuyện, cậu nhìn thấy ông bố, ông cúi đầu xuống dưới bàn, nắm cái tay lại, giữ thật chặt cái bàn, hai hàm răng ông nghiến trở lại như vậy. Cậu nói, cậu suy nghĩ, cậu đứng như vậy không chạy, cậu nói rằng, xong rồi, đời mình xong rồi, chỉ còn một phút nữa thôi. Ông nắm bàn như vậy, ông ngẩng mặt lên, ông rút tay vào túi quần, rút ra thêm $1 nữa và nói, hãy đi đổ thêm ít xăng nữa đi. Cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu cầm $1 đó, cậu không biết làm gì. Ông nói, bố nói với con, hãy đi ra đổ thêm một chút xăng nữa. Cậu không hiểu vì sao. Cậu ra phóng xe trở lại trạm xăng, cậu đổ $1 thêm vào xăng. Cậu lại vòng xe trở về, đưa quyết tùng cho cha của mình ở bureau. Ông đang ngồi nghiêm túc rồi, ông nói rằng, con ngồi. Ông ôm nó vào lòng và nói rằng, con quý hơn chiếc xe ô tô của bố. Và con người đó đã kể lại khi làm mục sư hội thánh. Ông nói rằng thay đổi toàn bộ cuộc đời của ông về ý niệm người cha hung bạo. Ông nghĩ rằng bố luôn luôn yêu xe ô tô hơn ông ấy. Nhưng ngày hôm đó, bố ông đã xử sự được bởi câu nói, hay ra đổ thêm một tí xăng nữa. Để ông biết cách giải quyết con người của ông ấy khi thằng con rời khỏi căn phòng. Bạn ơi, con của bạn hơn chiếc bình mà nó đã đánh vỡ. Con của bạn hơn chiếc xe ô tô quẹt xe. Con của bạn hơn chiếc đèn hậu của xe ô tô bạn. Con của bạn hơn chiếc cửa hàng mà nó đã chót làm cháy. Bạn ơi,
Nó là tài sản của bạn. Nó là quà tặng từ trời. Nó là tất cả mà bạn có. Công việc có thể đánh mất, nhưng con của bạn sẽ tiếp tục bên cạnh bạn. Amen. Amen anh chị em, hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah. Câu Kinh Thánh nói không phải chỉ chúng ta ôm ấp và tiếp nhận món quà và tài sản, sau đó không biết cách sử dụng và phát triển ra làm sao. Nhưng lời Chúa nói chúng ta hãy tiếp nhận tài sản đó và phát triển nó như thế nào. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó. Đọc lại, hãy dạy cho tài sản mà bạn đang có từ trời con đường mà tài sản phải đi theo. Dầu nó trở về ra vẫn luôn luôn mang lợi nhuận trở về. Khi đọc câu Kinh Thánh này, chúng ta thường ý niệm là dạy trẻ thơ về lời Chúa, về tiêu chuẩn đạo đức, về đức tin và bắt đến nhà thờ. Đúng, tôi không hề phản bác điều bạn và tôi đã từng hiểu như vậy. Nhưng ở trong mạch văn này còn có một điều khác mà tôi và bạn cần phải chú ý ngày hôm nay. Tôi và bạn hãy nghiên cứu con của mình. Vì mỗi một đứa trẻ là một tạo vật Chúa tạo dựng có độc nhất vô nhị không lặp lại. Bạn có nhìn thấy đứa trẻ nào giống hệt đứa trẻ nào không? Bạn có nhìn thấy kể cả sinh đôi tính nó cũng khác nhau nữa. Tôi nhìn hai thằng con tôi đẻ ra từ một bố mẹ, sống trong một gia đình hoàn cảnh y chang như nhau, mà tính cách Danny, Jeremy khác hẳn nhau. Hai nỗi sợ chúng nó khác nhau. Sự nghiêm khắc mỗi đứa khác nhau, dạy dỗ mỗi đứa khác nhau, ý thích mỗi đứa khác nhau. Cách chúng ta ngày xưa thường dạy thế hệ của những năm 70-80 là cứ đánh thằng cả, là bọn thứ cứ thế là ngoan. Mọi người hiểu không? Tôi là cả đấy đây, đánh thường xuyên đấy đây. Hỏi tại sao bố đánh con? Ông trả lời rằng cứ nện thằng cả, là bọn dưới là từ đâu vào đó hết. Em út thường cứ nện thằng cả. Dạ, sao mà quảng biết môi? Ừ, đúng. Anh cảm à. Bạn ơi, bên cạnh nhà tôi ở Việt Nam có một ông bố đang bơ phờ hơn 10 năm vì thằng con trai thi đại học trượt, bỏ đi nhà biệt xứ. Cũng ở hàng xóm nhà tôi tại Việt Nam, một người mẹ và một người cha đã gần 10 năm buồn khóc vì thương con. Nó đã tự tử chết khi trượt đại học. Điều gì khiến cho hai đứa trẻ đó phải bỏ nhà và chết? Câu trả lời, bạn đang dạy nó cái gì? Có rất nhiều những người mẹ, người cha có tham vọng trong đời mình không thực hiện được. Khi đẻ đứa con, dồn tất cả tham vọng vào đứa con đó như nuôi con gà trọi vậy. Mày là đứa con gái, tao ngày xưa không có cơ hội học đàn piano, mày phải học piano trở thành nghệ sĩ Đặng Thái Sơn. Trong khi nó thích học vẽ cơ. Bởi vậy cho nên lời Chúa dạy rằng hãy nghiên cứu trẻ thơ để biết được cái ơn, sở thích, tài năng của nó mà Đức Chúa Trời ban cho nó từ nhỏ đó là gì. Hãy hướng nó vào cái điều đó, dầu trở về già cũng không lìa khỏi đó. Mọi người hiểu không? Ngày xưa thời kỳ của chúng tôi, tất cả thanh niên như chúng tôi thời kỳ năm 80-85 đó là giống hệt nhau. Đầu đội mũ cối, đi dép nhựa tiền phong, mặc quần bò, mặc quần áo áo bộ đội Trung Quốc, đi xe Phượng Hoàng, vừa đi vừa bành chân như vậy trông nó hầm hố. Và tất cả đều giống hệt nhau. Xong mốt chuyển ra cái dép cao su, mốt lại chuyển ra cái này cái kia. Chúng ta sợ mình không giống người khác. Bạn ơi, đã đến lúc tôi và bạn bước vào kỷ nguyên thế kỷ 21 rồi. Bạn phải học cách tự lập trong tư tưởng của bạn. Tiềm năng của bạn nằm ở đâu rồi? Nhìn lại cũng ba nước bên cạnh Trung Quốc, hoàn cảnh y chang như nhau, mà nước Nhật, nước Đại Hàn khác với chúng ta quá. Nước Nhật sau đại chiến lần thứ hai, một nỗi nhục, mà từ nỗi nhục đó họ đứng dậy khỏi đống tro tàn. Nam Hàn bị
nước Nhật hành hạ, Nam Hàn cũng đứng lên từ mớ nhục. Còn chúng ta biết bao nhiêu năm tháng, nhiều cái nhục lắm, và bây giờ đang tiếp tục nhục. Chúng ta cần phải đứng khỏi đống tro tàn. Mọi người hiểu không? Có thể mãi mãi học sống theo cách nhục như vậy, sợ khác với những người khác, sợ không dám phát minh ra những cái khác với những người khác. Bạn ơi, đã đến lúc bạn mở miệng nói ra cái điều bạn nghĩ nó là đúng là sai. Đừng khóc, dâng hết như người ta, nói như người ta nói, làm như người ta làm. Bạn không phải là người ta. Amen. Tôi rất là vui. Tôi là Trần Mạnh Hùng, vợ tôi là Thủy Tiên. Và gia đình này không thể copy trên những gia đình khác được. Bạn có một gia đình khác, hoàn cảnh của bạn khác. Bạn có Chúa chung với tôi và bạn. Chúa có thể dẫn bạn đi theo cách mà Ngài và bạn có mối quan hệ riêng tư với nhau. Amen. Bởi vậy cho nên hãy xem lại tiềm năng từ bên trong. Đừng bắt chước người khác. Người ta giàu lên vì làm Ibis. Bạn có thể giàu lên nhờ làm nêu. Đừng bắt chước Ibis của họ. Họ có thể giàu lên nhờ nêu. Bạn có thể giàu lên nhờ điều khác. Đừng bắt chước vàng tiền ở xung quanh chúng ta đây này. Nó nằm trong ý tưởng của tôi và bạn này. Nếu chúng ta copy sợ khác người, chúng ta sẽ luôn luôn chạy đằng hậu. Xin Chúa giúp cho mỗi chúng ta có những ý tưởng. Hãy bắt đầu từ ý tưởng đó. Hãy bắt đầu dám suy nghĩ, dám trả giá. Amen. Amen anh chị em. Amen anh chị em. Hallelujah. Nước Nhật đã đứng dậy từ nỗi nhục. Đại Hàn đã đứng dậy từ nỗi nhục. Bởi vì họ dám làm điều mà người ta nói những thằng khùng. Bởi vậy cho nên bắt đầu tập từ cái gì anh chị em? Tập nói ra đi. Tập nói ra điều bạn nhìn thấy. Tôi nói chuyện với một cháu thanh niên trong hội thánh này. Đang ngồi nói chuyện, được một lúc tôi ra ngoài toilet. Ở phòng bên kia kìa, tôi ra ngoài toilet. Sau khi làm xong, đứng soi gương rửa tay, tôi nhìn thấy mặt tôi bị nhỏ. Tôi nhìn kỹ, mặt tôi bị nhỏ. Mà đứa thanh niên này nói chuyện với tôi 20 phút rồi mà không hề nói gì. Tôi không rửa mặt, đi vào hỏi con. Nói chuyện với mục sư vừa rồi, con nhìn thấy nhỏ trên mặt mục sư không? Nó bảo con nhìn thấy. Bảo con không nói gì à? Nó bảo con không dám nói. Bảo tại sao con không dám nói? Nó bảo con tưởng nó là cái mốt gì. Tôi nói rằng con ơi, nếu con thấy một điều gì mà không hiểu, hãy mở miệng hỏi. Mục sư ơi, không biết mục sư có cái mốt gì lạ lạ mà tự nhiên có cái vệt đen đen ở đây, giúp cho mục sư và con hiểu được. Im lặng là giết mục sư con ơi. Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu không à? Mọi người hiểu không à? Nhưng có một cách khác, người ta lại không nói với tôi. May mà tôi cùng với cậu nói chuyện. Nó mà lại đi ra hàng xóm nói: chị ơi, cái ông mục sư đó bị thần kinh rồi. Bảo tại sao thần kinh? Ông cái vôi bôi vết nhỏ trên mặt này mới là nguy hiểm đấy. Mọi người hiểu không? Không dám nói trước mặt người khác mà lại dám nói sau lưng người khác, cái đó là cái nguy hiểm. Bởi vậy cho nên anh chị em ơi, cái cách thứ hai không giúp cho bạn phát triển tiềm năng. Cái cách thứ nhất mới giúp cho bạn dám xác nhận: tôi thấy đấy, điều này có thể đúng có thể sai, nhưng tôi đã thấy nó. Cái vấn đề của vô số những phát minh, họ không tạo ra phát minh bởi vì họ thấy mà không dám nói là tôi thấy. Mọi người hiểu không? Toàn đợi người khác làm ra rồi mới thấy rằng tôi thấy nó từ 6 tháng trước cơ. Đã muộn rồi. Amen. Amen. Ai đã từng một lần trong đời ăn đun nờ, giơ tay tôi xem nào. Ok, ăn đun nờ. Cha đẻ cho đun nờ chết trong hạt phía tại Berlin. Còn phát minh của ông đó lại mang ra vô số các triệu phú. Chỉ bởi vì ông đã phát minh ra nó nhưng lại không trân trọng, để một kẻ khác chộp được cái phát minh này. 2 năm sau, người đó đã mua bản quyền. Và sau này ông ta kiện. Làm sao kiện nổi? Người ta nói rằng tôi làm được trước, tôi có luật rồi. Bảo tôi nghĩ ra. Bảo ai chứng minh? Tôi nghĩ ra. Ai chứng minh? Trong đầu tôi. Ai chứng minh? Không biết làm sao chứng minh. Bởi cho nên khi bạn thấy được điều gì, hãy nắm thấy nó và thực hiện. Amen. Hãy tập bắt đầu từ bây giờ đi anh chị em. Tập hỏi, tập nói mình thấy cái gì.
mình thấy cái gì, hãy dạy cho con của mình nó dám nói nó thấy cái gì. Đừng dập tắt nó từ trong trứng nước. Con của bạn sẽ mất tiềm năng của sự tự do trong tư tưởng. Amen. Có thể bạn nhìn thấy nó là bướng bỉnh, từ từ xét đoán rồi. Hãy bẻ những cái thực sự bướng bỉnh không vâng lời hư. Nhưng cá tính của nó là một người cương trực, dám làm và chịu trách nhiệm, thì hãy phát triển nó. Amen. Vĩ nhân đó đấy anh chị em. Đừng buồn. Amen. Lời Chúa dạy, hãy dạy cho con trẻ, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi nó. Hãy xem lại con xem. Con ơi, con thích cái gì? Con làm cái việc gì mà con thấy vui nhất? Và nếu nó không trả lời được, hãy nghiên cứu nó. Rồi cái gì mà khiến cho con sợ nhất và buồn nhất? Nghiên cứu. Tôi từ nhỏ ước ao có ba cái nghề mà lại kèm theo cái tật mà khó thể thực hiện được. Cái nghề thứ nhất mà tôi ước ao đó là làm luật sư. Đầu tiên là ước ao là nhà ngoại giao. Sau đó nghề thứ hai ước ao đó là làm luật sư. Mà nếu không được hai nghề này thì đi tuyên truyền một cái gì đó. Và tất nhiên ba cái nghề này không thể thực hiện được, bởi vì tôi nói lắp và nói ngọng. Bố tôi nói rằng nói lắp thế này thì ngoại giao cái gì đó, nói lắp thế này thì cãi cái kiểu gì được, nói lắp thế này và ngọng thế này tuyên truyền cái gì. Và cuối cùng tất cả trong cái dòng đó đều thi khối A hết. Tôi không thấy đứa nào trong trường mỏ của chúng tôi ngày xưa thi khối B cả. Tất cả đều khối A, vì trường mỏ là khối A, cho nên tất cả con cháu đều thi khối A để đỗ đại học và đi Tây. Tôi cũng ở trong cái guồng đó. Sang đến Nga, cuối cùng học, du học tại Nga, đỗ đại học. Học ở Nga một thời gian sau, 4 năm sau tôi tin Chúa Giêsu. Thời gian sau nữa tôi trở thành mục sư. Thời gian sau nữa tôi đi truyền giảng khắp chỗ này chỗ kia, dân tộc này dân tộc khác. Tôi mới nhớ lại lời Chúa nói: Đức Giê-hô-va làm thành điều lòng người công bình ước ao. Tôi mới nhớ lại ngày xưa ước ao làm ngoại giao, bây giờ tôi là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước trời dưới đất này. Ngày xưa tôi ước ao làm luật sư, bây giờ tôi là mục sư hội thánh, cũng bào chữa, cũng giúp đỡ nhiều người về luật lời Đức Chúa Trời. Tôi ước ao ngày xưa đi tuyên truyền một cái gì đó, bây giờ tôi đang đi truyền giảng tin lành và đào tạo các môn đồ lời của Đức Chúa Trời. Tôi đã làm được ba điều mà từ nhỏ ước mơ. Mọi người hiểu không? Tôi về hỏi bố tôi vừa rồi và mẹ tôi bảo: lạ thật mẹ nhỉ, con không hiểu vì sao mà từ nhỏ đó con lại rất thích nghĩ ra những câu chuyện bốc phét. Tôi không khỏe như người khác, nhưng mà tôi luôn nghĩ ra những câu chuyện. Và cả một đám gần 20 đứa cứ đến nghe những câu chuyện đó. Và chỉ có khoảng nửa tiếng được đi chơi thôi. Thế nên nửa tiếng đó ngồi trên cái rơ móc hỏng tại trường mỏ, cả xung quanh vây lại mà tôi kể. Kể cả có những người mà có con nhỏ rồi cũng đến ngồi nghe đó. Mà tôi hỏi bố tôi rằng tại sao đến lắp như vậy mà tại sao người ta vẫn nghe nhỉ? Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng từ nhỏ đó Chúa đã cho mình có những cái khả năng. Mọi người hiểu không? Và cái khả năng đó không phải để cho mình đi phá đám gia đình người khác, không phải đi tán gái lung tung, không phải đi mà nói lung tung, bởi vì có nhiều người được ơn, mà đi làm cái ơn đó vào chuyện khác. Người rất là mạnh mẽ, dám đương đầu khó khăn thì là trở thành đầu gấu. Mọi người hiểu không? Không sợ mọi ai hết, không sợ khó khăn thì nó đi là chém người khác. Cái mạnh đó lại chuyển vào điều xấu. Bởi cho anh chị em ơi, hãy nghiên cứu con của mình khi chưa muộn. Xem con mình có khả năng gì, nó làm được cái gì, Danny được làm gì. Tính của Danny đó, nó trầm hơn, nó cân bằng hơn, thì nghề của nó sẽ là nghề gì. Đặt câu hỏi với nó. Jeremy tính của nó dám đương đầu hơn, không sợ sai nhưng mà hay làm lố. Vậy con tôi nó mặc cái nghề gì trong tương lai? Hãy cho nó chơi một số trò chơi để từ đó nghiên cứu xem con của mình được Chúa ban cho bắt đầu từ nhỏ có cái điều gì. Tất nhiên tôi tin nếu bạn không có khả năng thì gặp Chúa, Chúa vẫn ban thêm khả năng cho bạn. Giống như tôi vậy, khi mất ngôn ngữ nói lắp và nói ngọng, Chúa đến rửa sạch, Chúa lành khỏi nó lắp, Chúa lành khỏi nó ngọng, để mà có thể giảng tin lành được tốt hơn. Chúa có thể ban ơn thêm cho bạn. Nhưng bây giờ lời Chúa dạy, hay dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, giàu trở về già cái nghề đó đó nó không bỏ được. Mọi người hiểu không? Ai là người đã từng đi xe
xích lô ở phố cổ, giơ tay tôi xem nào. Nha, cái người mà ông chủ hay là vị vua xích lô đấy, lại là một sinh ra trong một gia đình toàn phó giáo sư bác sĩ thôi. Ông là cái người mà tương lai sẽ là thầy dạy về lịch sử giáo. Nhưng mà ông ấy bỗng nhiên tự nhiên lại ông ấy ước ao đạp xích lô, cứ vác xe đạp xích lô đi đạp. Và bắt đầu từ đó, khi nó thay đổi thời thế, ông đã thâu tóm và xin bản quyền để lập một cái hiệp hội xích lô phố cổ. Và bây giờ tất cả những loại xích lô mà gọi là cái gì đấy, tiếng gì mà nghe nó như tiếng Pháp, như sushi gì đó đấy, là hãng của ông ấy đấy. Ước ao từ nhỏ thích đạp xích lô, lớn lên bị ép làm nghề thầy giáo, nhưng sớm muộn gì về ra nó vẫn quay trở lại cái nghề đạp xích lô. Và bây giờ làm ông chủ hãng xích lô. Amen, amen anh chị em. Môi-se từ nhỏ mẹ đã dạy Môi-se con đường Môi-se phải theo. Sống 40 năm với vua Ai Cập, lớn dần lên, đến 40 năm ông trở về với điều mà không lìa khỏi ông ấy. Ông vẫn quay trở về dân Do Thái để cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Bởi vậy cho nên hỡi những người làm mẹ làm cha, lời giảng ngày hôm nay cho bạn: con cái ở trong tay của bạn không phải trời sinh voi, trời sinh cỏ. Amen. Có nhiều khi chúng ta quan niệm cái cách đó, bởi vì ngày xưa 50 năm trước khác với bây giờ anh chị em. 50 năm trước đó, đồ ăn không có, nhưng mà thiên nhiên rất là tốt, không có phân hóa học giải ra ở ao nhà bạn đâu. Thành ra trời sinh voi, trời sinh cỏ, chúng mày cứ thế mà sống thôi, tao nuôi chúng mày ăn no là đủ, không đứa nào hư. Còn bây giờ đó, phân hóa học và thuốc sâu nhiều, nếu mà để cho con của mình cứ đi gặm cỏ thường xuyên đó, nó gặm phải thuốc độc là nó chết. Bởi vì thời điểm bây giờ khác với thời điểm ngày xưa. Amen, amen anh chị em. Có một người nói rằng: tôi dạy con tôi cứ cho nó tự nhiên, cứ cho nó tự nhiên, không cần ép buộc hết, cứ cho nó tự nhiên. Bạn ơi, con người đó sau khi nghe câu nói đó dẫn chàng thanh niên này ra ngoài sân, chỉ một cánh rừng hoang và đầy những cỏ mây mọc, bảo kìa, ông nhìn thấy cái gì? Người này nói rằng là cánh rừng hoang, ở trong đó nhiều rắn rết lắm. Người mục sư này nói rằng: đấy, cái mà để cho tự nhiên phát triển nó sẽ mọc như vậy đó. Vậy con của bạn là một mảnh ruộng, là một tài sản mà bạn cần phải chăm sóc nó. Nếu không chăm sóc, nó trở thành cánh đồng hoang. Xem bộ phim Cánh Đồng Hoang chưa? Nhiều rắn rết lắm, vào đó là chết đấy. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải biến nó là cánh ruộng, nó là đồng ruộng phì nhiêu, đủ bốn mùa hoa trái, chứ không phải cánh đồng hoang. Amen. Hãy cùng nhau đứng dậy, chúng ta cùng cầu nguyện. Hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi trở về già cũng không lìa khỏi đó. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Hãy có thời gian dành cho con của bạn, nghiên cứu hỏi xem công việc gì nó làm mang sự vui mừng cho nó. Nó thích cái người anh hùng nào nhất trong những câu chuyện nó đọc? Nó sợ gì nhất? Thích môn thể thao nào? Nó có thời gian rỗi với cha mẹ, nó thích chơi cái gì, nó thích làm cái gì? Những cái đó bạn sẽ khám phá được con của bạn. Hãy nghiên cứu con mình. Amen. Hallelujah. Chúng ta đến Chúa cầu nguyện xin cho bản thân bạn đầy sự khôn ngoan nào. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa dạy chúng con: con cái chúng con là tài sản, là quà tặng, là mũi tên trong tay chúng con. Chỉ có một thời gian nhất định để chúng con đào tạo các con chúng con mà thôi. Có thời gian nhất định để chúng con đầu tư cho con của mình. Con cầu xin Ngài ban cho những bậc phụ huynh tại đây sự khôn ngoan để dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, biết được điều gì cần. Hãy dạy con cái của chúng con sự tin kính Chúa, đức tin yêu mến Ngài, làm gương cho con của mình, đầu tư thời gian để phát triển những ân tứ mà Chúa ban cho chúng nó từ nhỏ, để con cái chúng con mang lại lợi ích cho nước trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.